Dạ vâng, xin chào các bác và anh em nhé. Hiện tại JK chúng em đang lên đường để chuẩn bị về dưới Hà Nam bàn giao cấu hình combo. Ở đây cấu hình này thì có một cặp loa Wiwood G4000 này, một đẩy liền vang, một bộ mic không dây và loa trầm Monster. Bỏ hộp ra. Vì cốp xe nó bé quá nên chúng em phải tháo bỏ hộp ra. Những cái dòng bỏ hộp rất là vừa, nó chỉ vướng đây một tí này. Những cái dòng sedan này thì nó cốp nó bị hẹp quá nên là chỉ đem được sản phẩm đi thôi. Nên các anh em mà khi chúng em đi lắp đặt thì chúng em bỏ hộp ra thì các anh em cũng phải thông cảm. Là chúng em rất là muốn đem đầy đủ hộp thùng xốp đi để giao các anh em, nhưng mà vì phương tiện đi nó bé quá. Ở ghế băng ghế trước thì chúng em để cặp G4000 rồi. Chỉ còn cốp sau thì cố gắng anh cho con súp vào. Rồi, bên sau cũng đấy, em bỏ ra. Súp Monster là một trong những mẫu súp Bass 30 hiện tại có được cái chất âm hay và hình thức đẹp. Em đánh giá về cái con súp này rất là cao vì là nó về hình thức này. Trước đây thì có những cái mẫu súp chất âm rất là hay nhưng nó lại không được cái hình thức đẹp như cái Monster này. Và tầm tiền cũng cửa tiền đấy cũng 4 triệu rưỡi. Năm nay là một năm về rất nhiều những mẫu súp đẹp. Các anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu mẫu súp thì cứ liên hệ cho em. Gần như là đa phần là những cái dòng súp đẹp cao cấp này sẽ giúp cho cái không gian nhà chúng ta sang trọng hơn. Bộ dàn âm thanh nó cũng bắt mắt hơn, ưa nhìn hơn. Chúng ta ngồi ngắm cái thành quả cũng như là cái sản phẩm mà mình yêu thích, nó hợp mà nhãn nó cuốn hút hơn ạ. D50S ạ, hôm nay thì lắp đẩy D50S. Hiện tại thì những cái dòng X7 thì cũng đã có những cái sản phẩm công nghệ cao cấp hơn để thay thế rồi. Ví dụ như là những KS2020 hoặc cái D50S thì cũng đã có cái X23 Pro thay thế rồi. Nên là các anh em đối với những cái bộ combo với những cái dòng sản phẩm phân khúc cao cấp thì em sẽ có cái sự phối ghép của những chiếc đẩy cao cấp như vậy. Địa chỉ chúng em nằm tại số nhà 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội và hai số hotline là 0963889192 và 0965503357. Tại thì đang cố gắng để được cái cặp G4000. G4000 là một trong những đôi loa cây nhiều đường tiếng cho ra chất âm hay. Phải thật sự là cái chất âm của G4000 quá là thuyết phục ạ. Trong cái tầm tiền 9 triệu một cặp thì em chưa tìm ra đôi loa nào nó có thể vượt qua được cửa tiền đấy. Hình thức đẹp, hình thức cũng là một trong những đôi loa rất là đẹp ạ. Hình thức cực kỳ đẹp luôn đấy các anh em. Và chất âm thì tuyệt vời rồi, không chê vào cái chất âm của G4000 ạ. Em sẽ cố gắng đưa nốt chiếc này vào. Và chút nữa thì em về tới Hà Nam thì chúng em sẽ có cái thước video ghi hình lại cái quá trình chúng em bàn giao lắp đặt. Chúng em nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ và những cái lời động viên khi đội ngũ chúng em đi bàn giao những cấu hình combo như này. Rất là tự hào và tự tin về cái dịch vụ kỹ thuật đi bàn giao lắp đặt để phục vụ các anh em trong cái nhu cầu chơi âm thanh karaoke. Và em sẽ khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.